Dạ, mình chào cô chú anh chị đến kênh Sang Sài Gòn nha. Tại Sang Sài Gòn có mặt ở quán Hồ Sơn Biệt Dược quanh Khương giờ vào tối Chủ nhật ngày 29 tây tháng 9 năm 2024 để uống cà phê và chơi game solo tô miễn phí trúng quà. Buổi tối Sang Sài Gòn chúc cô chú anh chị cuối tuần thật là vui vẻ nha, thật là nhiều niềm vui. Đây bên trong thì cũng có rất là đông khán giả. Đây có một anh khán giả chắc là quen thiệt luôn nè. Không mẹ nhìn thấy. Mà mẹ đi đâu rồi chứ sao vậy? Có chở không? Biết. Thế mà chờ. Chờ vé à. Đây vô mua vé đi. Giờ giờ. Giờ cái vé này đổ nước uống á. Đây đây trong ở trong hội quán thì bà con cô bác tới cũng rất đông mà nghe cái nhà. Đây, mình mua vé mình vô nha, vô đổi nước uống và chuẩn bị chơi game solo tô miễn phí trúng quà. Đây bà con cô bác tới cũng rất đông luôn nè. Quay giờ chúng tôi có mở đây à, có cái biển nước ngoài về nha. Cái biển ngoài ngoài vậy rồi. Có năm lại dùng không? Anh Sơn tính được mấy giải? Tính lấy thêm 4 thùng bánh trắng tặng nhiên về nữa đó. Vậy là 2 giải phải không? Bữa nay tôi tin tưởng luôn đó. Rồi, chúc anh may mắn nha. Tôi nói thiệt, chắc chắn là trúng, còn không trúng là lần sau trúng. Rồi, Nghĩa sao Nghĩa? Dạ. Mấy chúc mấy giải? Hy vọng. Chúng có 1 giải lên rồi à. Nhưng mà mày có hy vọng. Hy vọng lần này không? Tối nay không? Lần này trúng phải trúng. Mày phải báo trúng. Rồi, chúc may mắn ha. Dạ. Rồi, anh Khánh nè. Chú Phúc hai cô chú chơi trúng là nay trúng nha. Rồi, chúc cô chú may mắn nha. Có nhiều được á, làm kỷ niệm. Chúc chú may mắn lần sau.
ẩm thực nha, các em qua hội quán nha. Bánh xèo bò lớp. Bánh xèo bò lớp và nem nướng.
bà con cô bác nào mà đi theo sản phẩm của Tân Trắng Tân Nhiên thì chúng ta có thể liên hệ mua hàng nha. 078 Thank you.
và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình văn nghệ đêm nay với tiếng hát của Cẩm Yên Dễ. Xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức xem. Hai vàng rồi chuyển rồi gỡ thăm mấy người quê cho luôn giờ giờ cảm ơn anh. Giờ đêm đô tô đã kết thúc rồi, khán giả ra về cái nhà nó lên lấy xe. Yeah, chào người đẹp. Nay lô tô có vui không người đẹp? Vui. Dạ. Nhà chị nhà chị gần đây không? Quận 6. Ở quận 6 hả? Dạ. Yeah. Lần sau trúng nhiều hơn. Chắc lần sau không trúng đâu. Không có nhiều lần nữa. Rồi, cảm ơn chị. Chào xin chào. Rồi cả nhà về hết rồi. Em dạ ra về.
Để chào cô chú nè. lần sau thứ tư này có rồi. Dạ hẹn may mắn lần sau. Giờ chúc cô chú ngủ ngon. Ê, để chung mà trúng quà luôn ha anh. Dạ, trúng luôn. Dạ. Này trúng quà có vui không chị? Người đẹp, trúng quà nữa. Quá đẹp luôn. Dạ. Này vui không Đức? Này vui. Dạ. Đi miên gia đình luôn, trên 90 người. Dạ. Đi vậy chơi, nó có giải trí là vui đó, bà con này kia đồng đồ. Dạ. Và mình thêm một ngày nữa là ngày thứ tư là mình được một buổi một ngày lô tô nữa. Dạ. Đó, thì mình mở cho bà con cũng chơi cho nó đông đảo, vui này kia. Chúng quà, thì họ cũng vui. Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, ngủ ngon. Tư lô tô mà. Tư lô tô đặt vé gì? Không có đặt hả? À. Sao nguyên băng gì? Thì sao là nguyên cái nguyên băng nào cả? Nửa băng nữa, ta kia lại xô vào băng hoài. Lại xô. Là những băng nhóm mà băng. Cái nhạc là anh... À, này vui không anh Sơn? Vui, nhưng mà cũng hơi buồn, không có trúng. Hẹn lần sau không được chú. Hẹn thứ tư ha. Hẹn kỳ sau. Dạ. Bây giờ đêm lô tô đã kết thúc. Trong hội quán thì nhân viên cũng đang dọn dẹp và ghế, bàn ghế. Đây có một nhân viên rất là nhỏ tuổi luôn, là làm rất là hăng say luôn nè. Nhân viên nhỏ tuổi luôn á. Nhân viên rất nhỏ tuổi mà làm việc rất là hăng say luôn. Đó. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.